Sáng nay, ngày 9 tháng 6, Tổng cục Môi trường vừa phát đi cảnh báo ô nhiễm không khí tại miền Bắc do đốt rơm rạ, đặc biệt là bụi mịn. Theo Tổng cục Môi trường, từ ngày 3 tháng 6, chất lượng không khí tại một số tỉnh miền Bắc xu hướng suy giảm vào ban đêm. Các chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn, PM2.5 bắt đầu tăng từ khoảng 18 giờ và đạt giá trị cực đại vào khoảng 20 đến 22 giờ hàng ngày. Theo Tổng cục Môi trường, một trong những nguyên nhân chính là hiện tượng đốt rơm rạ đang diễn biến phổ biến. Ngoài ra, các yếu tố khí tượng những ngày qua cũng làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí vào ban đêm. Cụ thể là trong 6 tháng tháng 6, tại Hà Nội, ánh sáng chói chang của mặt trời nhiều lần rọi xuống vuông góc với đất, khiến cho mặt đất bị đốt nóng lên đến 400 W trên mét vuông. Sau chập tối, nguội đi thì phát ra bức xạ hồng ngoại, gây nghịch nhiệt sát mặt đất. Do đó, các chất ô nhiễm vì đốt rơm rạ và các hoạt động khác không thể phát tán. Cơ quan môi trường cũng khuyến cáo người dân không nên đốt rơm rạ để giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí. Mọi người cũng nên giảm hoạt động ngoài trời vào buổi tối để tránh những tác động xấu của ô nhiễm đến sức khỏe.